Xin chào mọi người, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng máy đo mà nhiệt độ với ánh sáng của mặt trời TM206. Ở đây đó, nó sẽ có 5 nút, nút màu xanh ở chính giữa là nút nguồn. Đó, cái này ánh sáng mặt trời ngoài kia đưa vô, cái đây là số đo của nó. Nút MH là số liệu min max. Đó, số liệu thấp nhất và cao nhất, min ở đây là ở chế độ min, đây là max. Khi mình không xài nữa thì mình đè nó sẽ chuyển theo bình thường. Còn nút DH là nút này là nút hold để mình giữ giá trị, mình bấm đứng giá trị lại. Đó, khi mình dùng để bấm đứng giá trị. Ở đây nó có hai đơn vị đo W và B. Đó, ở đây là BTU là đơn vị đo nhiệt độ của Anh và nước Mỹ á, là người ta hay dùng đơn vị nhiệt. Ở đây có với ở đây là đơn vị watt trên mét vuông. Có nghĩa là 1 mét vuông là được bao nhiêu watt. Rồi ở đây nút R. Các bạn để ý ở đây nó có dấu chấm. Dấu chấm là khi mình đo ở cái môi trường nhiệt độ, cái ánh sáng của nó ở mức trung bình đó, thì ở đây dấu chấm là phía dưới dấu chấm nó có hai số, ở đây là ở hàng chục. Khi mình bấm thêm một nút nữa là nó chuyển sang ba số, cái này nghĩa là hàng trăm ở môi trường mà có nhiệt độ ánh sáng lớn. Đó.